Việt Nam và Lào, hai quốc gia có quan hệ lịch sử lâu đời. Cư dân sống ở vùng biên giới, tuy khác quốc tịch nhưng lại có nhiều điểm tương đồng về tiếng nói, phong tục tập quán. Chính vì vậy, nhiều người Việt Nam và người Lào đã nên duyên vợ chồng. Tuy nhiên, việc kết hôn thường không có giá thú, do đó gây ra những khó khăn trong công tác quản lý bảo vệ biên giới. Trên nguyên tắc nhân đạo, tôn trọng phong tục tập quán của nhau và quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, hai nước đã thống nhất tạo điều kiện thuận lợi cho các cặp vợ chồng Việt-Lào được đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật mỗi nước. Tại những bản sát biên giới Việt-Lào thuộc xã Mường Cai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, có những hộ gia đình có hai quốc tịch Việt-Lào. Tuy nhiên, họ sống với nhau không đăng ký kết hôn. Chủ nhà là anh Vàng A Trải, người Mông, quốc tịch Việt. Năm 2013, nhân dịp Tết Mông, anh A Trải sang bản Mông nằm bên đất Lào chơi thì gặp chị Vàng Thảo Mì. Anh Vàng A Trải đã thực hiện thủ tục bắt vợ của người Mông, kéo chị Mì về Việt Nam làm vợ. Vậy là nên duyên vợ chồng. Vợ anh Hàng cái này không? Tết mình qua bên đó chơi, gần lắm, hai bản sát nhau mà. Gặp cô ấy, mình mới rủ nói chuyện, rồi rủ về bên Việt Nam ở. Mấy ngày sau, sang thông báo cho gia đình bên nhà cô ấy, rồi cưới thôi, về ở với nhau. Mình cũng chẳng biết là phải có giấy tờ gì. Có hỏi thì vợ mình cũng bảo không biết là thế nào. Dù cũng có cưới xin theo phong tục truyền thống của người Mông, nhưng anh chị tự ý về ở với nhau, không đăng ký kết hôn, nên về mặt luật pháp, anh chị được xếp vào diện kết hôn không giá thú qua biên giới. Cũng vì vậy, tạm thời, hai con của anh chị không có giấy khai sinh. Ban đầu tờ giấy đăng ký kết hôn hay việc vẫn mang quốc tịch Lào không mấy ảnh hưởng đến cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ. Chỉ đến khi những đứa trẻ được sinh ra, đến tuổi đi học hay gặp khi đau ốm mới trở thành vấn đề. Đi học thì đến trường mầm non, các cô hỏi cái giấy khai sinh. Hai con trai mình có lúc bị ốm, nằm nhà mãi cũng không khỏi. Muốn đi chữa cái bệnh cũng phải có cái giấy tờ, mà mình thì chả có gì. Gia cảnh khó khăn, chị Mỉ muốn vay vốn của Hội Phụ Nữ và Ngân hàng Chính sách Xã hội để buôn bán, làm ăn. Nhưng chị không được tiếp cận với nguồn vốn bởi không có quốc tịch Việt Nam. Mình cũng là người Mông thôi, nhưng là người bên Lào theo chồng về bên này. Nhà cũng nghèo lắm, muốn vay vốn để nuôi lợn, trồng nhãn. Nhưng mà hiện giờ chưa được vì mình vẫn là người Lào. Bên nhà cũng không biết giấy tờ xin như thế nào để sang đây được làm giấy kết hôn. Sang Việt Nam không mang theo bất kỳ giấy tờ gì. Cán bộ tư pháp xã, bộ đội biên phòng cũng nhiều lần đến nhà hướng dẫn chị Mỉ về lại Lào, xin các loại giấy tờ như giấy giới thiệu, giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân để mang sang Việt Nam làm đăng ký kết hôn, nhưng chị vẫn chưa làm được. Thế là vợ của chú Nay đấy là cháu của... Trong cái điều kiện như thế này, chúng tôi cũng đã tuyên truyền cho các hộ gia đình là nếu mà không hoàn chỉnh, không làm kịp thời các thủ tục giấy tờ như là đăng ký kết hôn và nhập quốc tịch thì cũng sẽ ảnh hưởng đến gia đình và ảnh hưởng đến con cháu là thứ nhất là sẽ làm ảnh hưởng quá trình học tập của các cháu sau này, là thứ hai là sẽ ảnh hưởng đối với hai vợ chồng là như là người vợ là về các quyền lợi thì theo thủ tục pháp lý là như cái trường hợp như thế này là sẽ không được hưởng. Về lý thì như thế, nhưng về tình, xét đến hoàn cảnh khó khăn, chính quyền địa phương cũng đã có những biện pháp linh động để những người Lào lấy vợ, lấy chồng sống trên địa bàn, đặc biệt là con của họ vẫn có quyền công dân Việt Nam và được hưởng phúc lợi xã hội. Để cho các cháu được đi học đầy đủ và để cho thuận lợi cho cái trường hợp mà khám chữa bệnh cho các cháu ấy, thì chúng tôi cũng tạm thời là
là nhập vào cái danh sách của xã là để cho các cháu được hưởng cái quyền lợi học và được hưởng theo cái chế độ mà như là của các cháu khác. Đảng ủy Ủy ban nhân xã đã phối hợp với đồn biên phòng tạo điều kiện để cho các cái công dân có yếu tố nước ngoài là có cơ sở làm ăn và được hưởng lợi các cái quyền lợi như công dân Việt Nam. Ví dụ như là các cái đợt bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp thì chúng tôi lập danh sách đề nghị cấp trên để công nhận và được bổ sung vào danh sách cử tri. Rồi các cháu sinh ra trong các cặp vợ chồng này thì chúng tôi cũng đã lập danh sách để cho các cháu được hưởng các cái chế độ ví dụ như học tập, khám chữa bệnh và các quyền lợi là theo cái quy định của luật bảo vệ chăm sóc trẻ em. Để tạo điều kiện cho những trường hợp kết hôn không giá thú trong vùng biên giới giữa hai nước, Việt Nam và Lào năm 2013 đã ký thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước. Trong điều 3 của thỏa thuận này có nội dung: trên nguyên tắc nhân đạo, tôn trọng phong tục tập quán của nhau và quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, hai bên thống nhất tạo điều kiện thuận lợi cho số người này được đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật mỗi nước. Sau khi đăng ký kết hôn, cặp vợ chồng có thể xin phép cư trú trên lãnh thổ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hoặc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và phải tuân theo quy định của pháp luật mỗi nước. Thỏa thuận này có hiệu lực từ ngày 14 tháng 11 năm 2013 và chấm dứt hiệu lực sau 3 năm. Tuy nhiên, hai vấn đề được đề cập đến trong thỏa thuận rất phức tạp, cần thêm thời gian để giải quyết, nên hai nước đã thống nhất gia hạn hiệu lực của thỏa thuận này thêm 3 năm. Thực hiện thỏa thuận giữa hai nước, các địa phương ở 10 tỉnh của Việt Nam có biên giới giáp Lào đã giải quyết cấp giấy đăng ký kết hôn cho nhiều cặp vợ chồng Việt-Lào đang sinh sống ở Việt Nam. Vợ chồng ông Sồng A Cho và bà Sồng Thanh Dung về sống với nhau ở bản Hồi Bua, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La từ năm 1988. Cùng là người Mông, nhưng bà Dung lại là người Lào, ở bản bên kia biên giới. Biết vợ là người Lào, nhưng hồi đó nhận thức còn hạn chế, ông Cho cũng không biết làm thế nào để hợp pháp hóa việc hôn nhân của mình. Hồi đấy thì cũng biết là cô ấy là người Lào, nhưng mà không biết là thủ tục phải làm như thế nào. Cũng chẳng tìm hiểu gì, sẽ thấy yêu nhau thì lấy nhau thôi. Cùng chung tiếng nói và phong tục tập quán, việc hai quốc tịch khác nhau cũng không mấy làm ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của họ. Nhờ chịu khó làm ăn, ông bà đã gây dựng được một trang trại khá lớn. Cuộc sống gia đình ổn định, đủ nuôi 5 người con ăn học. Trong cái cuộc sống sinh hoạt thì cô cũng là người Mông, cho nên là cái phong tục tập quán và sinh hoạt hàng ngày không có gì khác. Trước hồi mới lấy nhau thì cũng không có gì trái ăn tay trắng. Sau đó thì hai vợ chồng cũng làm vườn, rồi làm cái ao, làm trang trại nuôi gà, nuôi cá, nuôi bò để có cái sinh hoạt hàng ngày nay cũng thế, khá hơn trước nhiều. Cũng như nhiều trường hợp kết hôn không giá thú khác, đến giai đoạn con cái lớn lên đi học, đi làm thì mới phát sinh vấn đề cần thiết phải có giấy đăng ký kết hôn. Thực hiện thỏa thuận giữa hai nước, sau khi bà Dung về Lào xin được các giấy tờ cần thiết, các cán bộ tư pháp xã đã hướng dẫn ông bà làm thủ tục đăng ký kết hôn. Năm 2014, ông bà đã được cấp giấy đăng ký kết hôn. Tại các xã biên giới của huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, hầu hết đều có hiện tượng kết hôn không giá thú qua biên giới. Từ khi có thỏa thuận giữa hai nước, các cặp vợ chồng này đã được tư vấn pháp luật và hỗ trợ tư pháp để hoàn thiện các thủ tục đăng ký kết hôn. Hiện nay, phần lớn các cặp vợ chồng này đã được cấp giấy đăng ký kết hôn.
Nhân dân của xã Mường Cai, đặc biệt là các bản giáp biên, là cơ bản chấp hành đầy đủ chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ công dân. Các cái tình hình phức tạp về khu vực an ninh biên giới thì đã được giải quyết một cách ổn định. Tuy nhiên, trong mấy năm qua thì do nhận thức của nhân dân cũng chưa đầy đủ, thì có 17 công dân của xã Mường Cai kết hôn với công dân của nước bạn Lào. Cho đến nay thì sự giúp đỡ của cấp trên thì đã có 14 cặp là đã được kết hôn, đã được công nhận kết hôn, và còn 3 cặp nữa thì chưa được công nhận. Thì trong 14 cặp kết hôn này thì là chưa được là công nhận là công dân của nước Việt Nam. Các cặp có yếu tố kết hôn có yếu tố nước ngoài thì cả xã có 12 cặp. Thì từ lúc tôi bắt đầu công tác thì có 12 cặp, có ở 3-4-5 bản, cho bản Hủy Hin, Hủy Bua và bản Kéo Co rồi bản Hủy. Nhưng mà trong đó thì đợt tôi vào làm thì có một số trường hợp là đã làm hồ sơ nhập quốc tịch và đăng ký kết hôn, đa số đăng ký kết hôn hết. Nhưng mà mới đây thì có một trường hợp là mới lấy về thì chưa đăng ký kết hôn cơ. Trở lại với câu chuyện nhà ông Cho bà Dung, hiện nguyện vọng của gia đình là mong muốn bà Dung được nhập tịch trở thành công dân của Việt Nam. Cho đến giờ thì vẫn chưa được công nhận là quốc tịch Việt Nam, nên là cái mong muốn của gia đình và tôi cũng rất mong là được Đảng Nhà nước quan tâm và tạo điều kiện giúp cho để được nhập quốc tịch Việt Nam, để thuận tiện cho việc con cháu đi học công tác. Sống ở bên này mấy chục năm rồi cũng thấy quen, không khác gì so với bản ở bên mình. Giờ thấy chồng con bảo là làm người Việt thì mình thấy cũng cần, cũng mong được làm người Việt Nam. Các cán bộ tư pháp, công an xã Mường Hung và đồn biên phòng Mường Cai hiện đã giúp bà Dung hoàn thiện xong hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam. Chúng tôi đã phối hợp với Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp huyện cùng với các đoàn thể chính trị xã hội của xã lên tuyên truyền tư vấn cho họ về nội dung, về yêu cầu, về vấn đề về pháp luật và thủ tục giấy tờ liên quan đến giữa hai nước. Để tạo điều kiện cho người Lào lấy chồng, lấy vợ ở Việt Nam có cuộc sống ổn định lâu dài, và để những người này có thể chính thức có quyền lợi và trách nhiệm, nghĩa vụ công dân đối với đất nước mà họ đã sinh sống lâu dài, thì ngoài việc cấp giấy đăng ký kết hôn, thì hiện nay một số trường hợp đã được công nhận quốc tịch Việt Nam. Đây là quyết định của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam công nhận quốc tịch Việt Nam đối với bà Giàng Thị Mỉ ở bản Hủy Bua, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Bà Mỉ vốn là người Lào, lấy chồng người Việt Nam và về đây định cư từ năm 1990. Giờ ông bà đã có cháu nội, cháu ngoại. Có thời gian sinh sống ổn định lâu dài ở Việt Nam, đã làm thủ tục đăng ký kết hôn, có đầy đủ các giấy tờ chứng minh nhân thân, chấp hành tốt chính sách pháp luật, là những căn cứ để đơn nhập quốc tịch Việt Nam của bà Giàng Thị Mỉ được chấp thuận. Một trong những mục tiêu chính của thỏa thuận giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú qua biên giới giữa hai nước Việt Nam và Lào là nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cũng như điều kiện thuận lợi cho những người này ổn định cuộc sống, hòa nhập vào đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội nước cư trú. Hiệu lực của thỏa thuận này đã được kéo dài đến hết ngày 14 tháng 11 năm 2019. Hiện nay, những cặp kết hôn không giá thú đang được tạo điều kiện để có thể hợp pháp hóa hôn nhân của mình. Ngoài hỗ trợ pháp lý về thủ tục, giấy tờ từ cơ quan tư pháp các cấp, thì mới đây nhất, Bộ Tài chính Việt Nam đã ban hành thông tư. Theo đó, từ ngày 15 tháng 8 năm 2017, sẽ miễn hoàn toàn lệ phí quốc tịch, hộ tịch và các giấy tờ liên quan đến nhân thân cho những người di cư tự do hoặc kết hôn không giá thú
đủ điều kiện được sinh sống ở Việt Nam. Căn nhà ở thị trấn Mường Ét, huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào này là tổ ấm của cặp vợ chồng Việt-Lào, anh Lê Đình Đức và chị Champatui. Quê gốc ở huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, anh Đức theo gia đình sang đây làm ăn từ năm 2010. Hai anh chị kết hôn năm 2013 và đã có một cháu nhỏ. Ở vùng biên giới giữa hai nước Việt Nam và Lào, có rất nhiều gia đình chồng Lào, vợ Việt hoặc chồng Việt, vợ Lào như gia đình anh Đức và chị Champatui. Tuy nhiên, những cặp vợ chồng trước khi có thể về ở với nhau, có đăng ký kết hôn như anh chị thì lại khá hiếm hoi. Dù sinh sống ở Lào hay ở Việt Nam, nếu thực hiện đúng các thủ tục pháp lý, thì khi kết hôn với người nước ngoài như anh Đức và chị Champa, sẽ được chính quyền nước sở tại tạo điều kiện để làm ăn sinh sống. Em lấy theo đây là cái gọi là giấy công an ở đây là mình gọi là tạm trú tạm vắng. À, cái tạm trú tạm vắng này à? Tức là Đức vừa có tạm trú tạm vắng này, vừa có cả hợp đồng lao động đúng không? Vâng. Hiện anh Đức đã được nhà nước Lào cấp thẻ tạm trú và giấy phép lao động. Có các giấy tờ này, anh có thể yên tâm mở cửa hàng bán và sửa chữa điện thoại di động bên nước Lào. Bên cạnh đó, cờ người của anh chị còn có một tiệm tạp hóa lớn ở thị trấn Mường Ét này. Kinh tế của đôi vợ chồng trẻ được coi là khá giả so với mặt bằng chung ở đây. Định cư bên nước bạn với vợ con, công việc làm ăn bận rộn, anh Đức ít khi về Việt Nam. Nhưng anh vẫn là người Việt Nam, có hộ chiếu Việt Nam, cộng với các giấy tờ nhà nước Lào cấp, anh Đức có thể dễ dàng qua lại biên giới khi cần thiết. Buôn bán này thì nói chung là thời gian là hạn hẹp, mình nhiều việc, chỉ khi việc cần lắm thì mới về Việt Nam, mà về Việt Nam thì thủ tục đi qua biên giới thì nó dễ dàng lắm. Bây giờ hộ chiếu có, bây giờ mình lấy tờ đầy đủ, mình có tạm trú tạm vắng, xuất khẩu lao động, mình ở đây thì nói chung là về đến biên giới thì chẳng có gì đâu. Tuy nhiên, do chưa có quốc tịch Lào, các giấy tờ anh Đức được cấp cũng có những giới hạn nhất định đối với công dân nước ngoài ở khu vực biên giới. Hiện, anh Đức đang hoàn thiện các thủ tục để có thể nhập tịch trở thành công dân nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Sang bên này sinh sống thì chỉ có tạm trú tạm vắng, tức là hợp đồng lao động là mình có thể ở được đây thôi. Nó khác với cả visa thì mình đi được tất cả đất nước Lào, nhưng mà cái hợp đồng lao động thì chỉ đi tỉnh trong huyện thôi. Quyết định nhập tịch thì cái này phải mất trong vòng khoảng tầm 2 năm. Giấy tờ đi lại rồi, nói chung là giấy tờ đi lại nó ở đây nó cũng không thuận tiện cho lắm. Bây giờ nếu mà nhập tịch lên tận trên Viêng Chăn, rồi lên Viêng Chăn nó hơi xa. Khoảng tầm đi 6-7 cây đi nó vất vả. Chưa muốn là hỏi cho kỹ rồi mình làm giấy tờ đầy đủ rồi mình đi làm thể cho nó tiện. Con cái nhỏ của anh Đức và chị Champa sinh ra tại Lào và mang quốc tịch của mẹ. Cháu đang ở tuổi học nói. Trong sinh hoạt hàng ngày và dạy con, anh chị vẫn thường xuyên dùng tiếng Lào. Chị Champa cũng đang học tiếng Việt để có thể giao tiếp với người thân của anh Đức mỗi khi về Việt Nam thăm chồng. Mình cũng đang học tiếng Việt Nam để về quê chồng, nói chuyện với bố mẹ, họ hàng nhà chồng, để biết phong tục tập quán bên đó. Nhưng mà mình học còn kém lắm, chưa nói được nhiều. Người nhà chồng mình quý mình lắm, thỉnh thoảng cũng hay qua bên này chơi. Vẫn giữ các phong tục tập quán Việt Nam, nhưng ngoài việc học để sử dụng thành thạo tiếng Lào, anh Đức còn chú ý đến việc tìm hiểu phong tục tập quán để hòa nhập vào cộng đồng dân cư nơi đây. Mình thì vẫn giữ phong tục bên Việt mà mình vẫn tôn trọng phong tục bên của vợ. Giữ phong tục Việt thì ngày rằm mùng 1 rồi Tết nhất. Còn bên này thì những ngày lễ Tết buôn nó cũng có nhiều đấy, bên này hơi nhiều lễ buôn, lễ té nước rồi Tết khâu hó khâu phẳng nó có nhiều. Vẫn cây cau, giàn trầu trên đất nước Lào anh em,
người Việt vẫn thấy được những nét thân thuộc của quê hương. Việt Nam và Lào là hai nước có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp lâu đời. Theo thời gian, quá trình cộng cư của cư dân Việt Nam và cư dân Lào đã tạo ra những nét văn hóa tương đồng trên địa bàn biên giới giữa hai nước. Cư dân hai bên biên giới kết hôn với nhau cũng là kết quả của quá trình giao thoa văn hóa đó. Tuy nhiên, nếu không tuân thủ các quy định của pháp luật ở cả hai nước về kết hôn với người nước ngoài sẽ gây ra những khó khăn cho công tác quản lý bảo vệ biên giới. Mặt khác, những cặp kết hôn không giá thú qua biên giới cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.